Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, EU vừa tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam, EU lần đầu tiên với chủ đề Việt Nam EU chung tay vì một môi trường sạch. Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về ứng xử có trách nhiệm đối với môi trường, hệ sinh thái tự nhiên nói chung cũng như môi trường biển nói riêng, góp phần ngăn chặn ô nhiễm và sự suy thoái môi trường biển. Thu gom rác trên bờ biển bãi cháy. Thu gom rác khu vực cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Gần 200 đại biểu tham gia hoạt động nhặt, thu gom, vớt rác đã thể hiện hình ảnh một Việt Nam chủ động tích cực cùng với các quốc gia, tổ chức quốc tế chung tay bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu. Và cũng thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không. Sự kiện này nó sẽ góp phần là nâng cao nhận thức của nhân dân cả nước nói chung cũng như là nhân dân của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long về cái việc là cần phải chung tay gìn giữ môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Thế và đây cũng là một cái ưu tiên hợp tác của EU với Việt Nam. Là một trong những đối tác của Việt Nam tại EU, chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam thông qua huy động nguồn lực tài chính và công nghệ để thực hiện chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, và với phương châm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, trong đó có EU và nhiều nước thành viên thực hiện mục tiêu này. Có thể nói, hoạt động này không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà thông qua đó còn tăng cường tình hữu nghị, sự đoàn kết hiểu biết lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam và Liên minh châu Âu, cũng như với các nước thành viên EU về các hoạt động hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.